Ông em chuyến kiểu tóc gì ông em? Anh cắt tóc kiểu nào cho em nó xoăn xoăn một tí. Dạo này nhiều người chê em già quá anh. Thế à? Vâng. Ngồi để tóc này chẳng chê già uốn của xoăn sóng Hàn Quốc nhá. Được anh ơi. Giống kiểu Lê Mino Hàn Quốc luôn nhá. Đúng rồi anh ơi. Vào việc luôn ông em ơi. Đây ông em nhá, anh đang uốn quả xoăn Lê Minho cho ông em, cho quay cả đỉnh đầu này. Tí nữa mà không giống Lê Minho đừng bắt tiền, bắt đền anh nhá, anh nói trước đấy. Ok. Giống Lê Đông Húc thì cũng đừng bắt tiền nhá, bắt đền nhá. Ok, nói dạy đi ông em ơi, xong đấy. Quả đầu Lee Min Ho của em đâu anh nhỉ? Đấy, Lee Min Ho của ông em đấy được không? Đây á? Ờ. Nhìn chả giống gì cả anh ạ. Ờ, thế không giống thì làm sao đâu. Chả giống gì cả, em bắt đền đấy. Vừa xong giao hẹn là không giống mà cũng không được bắt đền còn gì nữa. Thế à? Còn gì nữa? Giao hẹn trước rồi nhá, không giống không được bắt đền người ta khác rồi đúng không? Thế thôi, bao nhiêu tiền để em trả? Của ông em lầm lỗ. Cả uốn xoăn cả cắt. Thôi mai trả. Ờ, cái thằng này vớ va vớ vẩn. Giao hẹn không được bắt đền rồi bây giờ không vừa ý lại không trả tiền ngay được. Toàn thằng